Chu Tiên, chương 16, khu vật. Người đọc Bá Tiến, quý vị hãy nhớ like video và đăng ký kênh để giúp Tiên có nhiều động lực hơn nhé. Oằng oằng, chí chí, tiếng chó sủa lẫn với tiếng khỉ kêu vang dội khắp đại trúc phong núi Thanh Vân, phá tan bầu không khí lặng lẽ nơi đây. Trương Tiểu Phàm tay cầm que cời màu đen lao ra khỏi cửa nhà bếp gào lên: "Con chó chết bẫm, con khỉ chết tiệt, giỏi thì đứng lại đấy cho tao." Con khỉ tiểu hôi nhảy phát lên lưng con chó vàng to. Đại hoàng sớm đã chuẩn bị, liền phóng bốn chân bỏ chạy. Trương Tiểu Phàm đuổi theo không kịp, đành trợn mắt nhìn theo tiểu hôi đang làm mặt xấu, cầm một khúc thịt sườn thơm phức nhét vào miệng của đại hoàng. Đại hoàng hứng chí, cái mặt xúc sinh của nó lớn hơn, nếu không phải là vì đang ngậm ngoạm khúc sườn thì e là nó đã cười đến rơi hết cả hàm răng ra rồi. Trương Tiểu Phàm mặt mày chán nản, bực bội quay vào nhà bếp. Từ cái năm hắn 14 tuổi tiếp quản công việc ăn uống, tay nghề đã làm cho hết thảy mọi người phải nhìn hắn bằng đôi mắt khác. Đến đại hoàng với đạo hạnh đắc đạo lão cẩu của nó cũng không kìm được nước miếng tức trước những mùi vị thơm ngon bay ra từ trong tay của Trương Tiểu Phàm. Đặc biệt là món thịt sườn mà Trương Tiểu Phàm dùng để nấu canh luôn tươi rói thơm ngọt, thì đúng là đại tiệc mà đại hoàng nằm mơ cũng không thấy được. Nhưng Trương Tiểu Phàm nấu canh là để cho người ăn, còn đại hoàng tuy tuổi tác đã lớn, Tiền Mất Dịch nuôi từ nhỏ, nhưng thân phận càng lớn hơn cũng không được đãi ngộ như ý, thành ra nó luôn luôn rõ rãi lòng thòng mà chẳng được miếng gì cả. Mãi cho đến khi quen Tiểu Hôi, trên đại trúc phong mới thường xuyên diễn ra cái cảnh đã kéo dài suốt 2 năm này. Đó là bất kể Trương Tiểu Phàm có đem thịt sườn cất giấu đến mức nào, chỉ cần mũi của đại hoàng đánh hơi ra, cộng thêm cái linh hoạt của Tiểu Hôi, là cái cảnh tranh cướp thịt sườn này luôn luôn diễn ra và phần thua thuộc về Trương Tiểu Phàm. Thời gian 2 năm, hoặc nói cho chính xác là 1 năm rưỡi, vùn vụt trôi qua, Trương Tiểu Phàm trở thành một thiếu niên 16 tuổi, thân hình cao thêm, đã vượt sư tỷ Điền Linh Nhi hơn một nửa cái đầu. Trong thời gian này, vì nghiêm lệnh trước đây của Điền Bất Dịch, tất thảy đệ tử Đại Trúc Phong đều bế quan khổ luyện. Ngoài lão lục Đỗ Thất Thư Hạ Sơn Ngao Du ra, chỉ có mỗi tay đầu bếp Trương Tiểu Phàm là nhàn rỗi nhất. 2 năm nay, trong hoàn cảnh chẳng ai chú ý đến, Trương Tiểu Phàm đã liên tục một mình tu tập. Nhưng điều khiến hắn nghi ngờ là, theo đúng pháp quyết mà Đại sư Huynh Tống Đại Nhân đã truyền thụ, thì hắn chỉ dùng có 1 năm, hầu như đã hoàn thành tầng thứ 2 của Ngọc Thanh Cảnh, đó là luyện khí. Trong lòng của hắn vân vân, nhưng rốt cục cũng chẳng hỏi đến Mất Dịch. Còn Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi và những người khác cứ mãi chuyên tâm bế quan tu tập, không dỗi đâu để quan tâm đến chuyện của hắn. Đồ Thất Thư mà hắn gần gũi nhất thì lại hạ sơn đi mất rồi, vì vậy hắn đành chôn sâu nghi ngờ trong lòng. Nhưng sau đó trước mắt hắn lại nảy sinh một vấn đề khó khăn hơn. Điền Linh Nhi lén cho hắn pháp quyết của tầng thứ 3. Hắn rất hiểu đây là điều đại phạm môn quy. Nhưng mà mỗi lúc nửa đêm, khi còn một mình đứng trong tiểu viện ngẩng mặt nhìn trời, thì hắn lại nhớ đến câu nói: "Đệ có luyện nữa thì cũng không sánh được với Tể Hạo sư huynh." Qua 10 đêm như vậy, hắn bắt đầu tu tập pháp quyết của tầng thứ 3. Trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo, từ tầng 1 đến tầng 3 Ngọc Thanh Cảnh là tất thảy những căn cơ của pháp thuật, độ khó tăng dần. So với 2 tầng dẫn khí và luyện khí, pháp quyết của tầng thứ 3 nguyên khí lại chú trọng đến việc tu luyện Thái Cực Nguyên Khí. Pháp quyết nói rằng: "Thái Cực Nguyên Khí, hàm tam vi nhất, cực trung dã, nguyên sử dã, hành vu thập nhị thần, thử âm dương hợp tức, khí trung vu tử, hóa sinh vạn vật giả dã." Đệ tử trong Thanh Vân Môn khi tu tập đến cảnh giới này, trình độ sẽ thể hiện rõ ràng, từ chất cao hay thấp chỉ nhìn là nhận được ngay. Người thông tuệ thì thế như trẻ tre, nhanh chóng đột phá tiến vào cảnh giới cao hơn, gọi là khu vật, lập được cơ sở vững chắc trên con đường tu luyện khí đạo. Còn đệ tử nào hơi kém thì chỉ dừng ở đó, không tiến thêm được nữa. Rất nhiều người uổng phí cả đời. Trương Tiểu Phàm nhập môn đến nay thì đã được 5 năm.
Trong lúc nói chuyện với những sư huynh thì tất nhiên cũng nghe được rất nhiều những vấn đề liên quan. Và một điều rất hiển nhiên là tất cả các sư huynh đều xếp hắn vào thuộc dạng hơi kém. Hắn quay trở lại bếp, đến trước lò, đổ đầy nước, cho thêm củi, chuẩn bị đun ít nước sôi. Ngọn lửa vàng sáng lại cháy lên bùng bùng. Trương Tiểu Phàm cầm thanh cời lò đen đủi rất đáng thương mà hắn đã dùng suốt 2 năm nay, khơi củi trong lò. Đợi ngọn lửa bốc cao và đều rồi thì ánh mắt của hắn chậm chậm rơi xuống cái que cời đang nằm trong tay. Chẳng phải là một phát hiện gì mới mẻ, mà là một việc hết sức bình thường. Thế nhưng hắn bỗng ngây người ra. Thanh cời lò đen ngòm, ngoài hạt trâu gắn trên đầu ra, chỉ dài chừng 1 thước. Điểm dị thường nhất là trên cái nền màu đen đó lờ mờ có những đường gân như mạch máu, đặc biệt là ở điểm tiếp xúc giữa hạt trâu và cây gậy thì càng rõ rệt. Có lúc nhìn vào, người ta dễ dàng tưởng như rằng hai vật này được chắp nối lại với nhau bởi máu của con người vậy. Trương Tiểu Phàm bất giác run lẩy bẩy. Cái ý nghĩ chắp nối bằng máu loáng qua đầu của hắn làm cho hắn có cảm giác ghê sợ. Mấy năm nay, hắn đã dần quên đi chuyện vào u cốc ấy. Chỉ là thuy thảm trong ác mộng giữa đêm khuya, lại đột nhiên mơ thấy những sự cổ quái lúc đó, bật tỉnh dậy, đầm đìa mồ hôi. Lúc đó, hắn cảm thấy rất cô đơn, một mình đối mặt với những sự độc ác chưa từng biết, một mình đối diện với sự chết chóc trong bóng đêm. Mỗi khi gặp ác mộng, hắn luôn khó khăn lắm mới ức chế nổi những cảm giác xa lạ, kèm theo nỗi xung động, cuồng nhiệt và cảm giác tàn sát đôi khi không nén được. Thậm chí, trong đêm đến, hắn hồi tưởng chuyện nhiều năm về trước, khi Phổ Chí Hòa Thượng ở bên trong tòa miếu cỏ rách nát. Đôi mắt của lão thi thoảng ánh lên những sự cuồng nhiệt dị kỳ. Trương Tiểu Phàm không biết tại sao lại có những cảm giác kỳ lạ và kỳ quái đến như vậy, nhưng cũng may là hắn còn một phương pháp phần nào an định được nỗi sợ hãi của mình, đó là Đại Phạm Bát Nhã. Bộ pháp quyết vô thượng của nhà Phật này có tác dụng diệu kỳ là trấn nhiếp tà linh, lọc sạch tâm cảnh. Hắn tu tập đã 5 năm, điểm có lợi nhất là dùng để đè nén những cảm xúc kỳ quái xuất hiện một cách bí hiểm suốt 2 năm gần đây. Bụp! Trương Tiểu Phàm bỗng thấy đầu đau nhói, rồi vật gì rớt xuống đất. Thì ra là một quả thông. Trương Tiểu Phàm khí tức bốc lên ngùn ngụt, quay mình lại hét to. Con khỉ chết tiệt, mày đừng để tao bắt được mà. Ý, huynh là... À, Lục sư huynh. Trương Tiểu Phàm nhảy cẫng lên, chỉ thấy người đứng bên bậu cửa, thân hình tầm thước, nét mặt tinh nhanh, lưng khoác một cái đẫy nhỏ, chẳng phải là lão Lục Đỗ Thất Thư đã bao lâu nay không gặp thì còn là ai? Đỗ Thất Thư ngắm nhìn Trương Tiểu Phàm từ đầu đến chân, miệng tấm tắc. Ghê thật, mới có mấy năm, cái gã đệ tiểu tử của ta đã cao lên bằng huynh rồi. Trương Tiểu Phàm vội vàng chạy lại, bóp mạnh vào vai của Đỗ Thất Thư, cười nói: Lục sư huynh, làm sao mà đi lâu thế? Mọi người đều nhớ huynh lắm đấy. Đỗ Thất Thư cũng cười: Ta chẳng phải là đã trở về rồi sao? Trương Tiểu Phàm liền hỏi: Sư phụ sư nương biết huynh về chưa? Đỗ Thất Thư đáp: Chưa, ta vừa về tới nơi, thấy từ nhà bếp có khói tỏa ra, bèn lại xem trước. Ta biết ngay là cái gã tiểu tử của đệ đang làm việc ở đây mà. Mấy năm nay không gặp, có nhớ ta không? Trương Tiểu Phàm trong lòng phấn khởi, gật đầu lia lịa. Đỗ Thất Thư xoa đầu của hắn, rồi thình lình khẽ bảo: Đi, đưa ta đi gặp sư phụ. Trương Tiểu Phàm ngây người hỏi: Sao lại phải đưa đi ạ? Đỗ Thất Thư nhăn nhó nói: Sư phụ lúc đầu cho ta hạ sơn đã nói rõ ràng chỉ hạn cho 1 năm, nhưng ta rong chơi rông dài. Ôi không phải, ta đi tìm kiếm cũng đã hết bén nửa năm mới tìm thấy vật liệu tốt để luyện pháp bảo. Chỉ sợ là bị sư phụ người trách mắng, đệ đưa ta đi nhé. Trương Tiểu Phàm trố mắt bảo: Thế mà huynh còn nói là lại thăm đệ trước. Phải rồi, Lục sư huynh, huynh luyện pháp bảo gì đấy? Đỗ Thất Thư cười khan: Ta đương nhiên là đến thăm đệ, nhưng tiểu sư đệ đi nào, đi. Nói rồi kéo Trương Tiểu Phàm đi. Một lát sau, Đại Hoàng đang giúp cho một xó nào đó để đánh hơi thịt sườn, và Tiểu Hôi thì đang nằm trên mình của nó bắt giận. Cùng lúc đều nghe thấy từ thủ tĩnh đường vẳng lại một tiếng gầm giận dữ: Đồ hư đốn,
làm ta tức chết mất thôi. Vào giờ cơm tối, mọi người ở Đại Trúc Phong lần đầu tiên đoàn tụ kể từ 2 năm nay đều đang ngồi ở cái bàn lớn ăn cơm. Mọi người yên vị rồi, Điền Bất Dịch mặt mày vẫn bừng bừng giận dữ. Bọn đệ tử và Đỗ Tất Thư cất tiếng mời xong đều không nén được hỏi khẽ: "Lão Lục, làm sao mà sư phụ gặp đệ lại sinh ra giận dữ như thế?" Đỗ Tất Thư tỏ ra lúng túng, bên trái bên phải ai cũng đều đang chỉ trỏ y. Còn Trương Tiểu Phàm ngồi bên cạnh thì mặt mày mồm mỉm cười, chỉ có điều không dám bật cười, bộ dạng rất chi là kỳ cục. Lúc ấy, Điền Linh Nhi ngồi ở phía đối diện, rốt cục cũng không nén được, là người đầu tiên lên tiếng hỏi Điền Bất Dịch: "Cha ơi, Lục sư huynh khó khăn lắm mới trở về được, sao cha lại tức giận như thế?" Đỗ Tất Thư lén lén ngước mắt lên nhìn Điền Bất Dịch. Lão trợn mắt nhìn lại, làm y hoàng hồn vội vàng cúi đầu xuống. Điền Bất Dịch hừ một tiếng nói: "Lão Lục, đem cái pháp bảo của ngươi bày ra đây cho mọi người xem." Đỗ Tất Thư cứng miệng, lẩm bẩm không thốt lên lời, ngước mắt nhìn sư nương Tô Như, lại thấy Tô Như mỉm cười bảo: "Tất Thư, con lấy ra cho mọi người xem đi, cũng để mọi người biết được là sư phụ của con làm sao mà giận dữ như vậy." Đỗ Tất Thư thấy không thể chủ trì được nữa, đành dùng già dùng rằng lấy cái đẫy nhỏ của mình lại, run mất một lúc rồi móc trong ấy ra vài thứ đồ vật đặt lên bàn. Mọi người ai nấy nghển nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm chỉ sợ để sót cái gì. Nhà ăn lặng lẽ một lúc, chỉ thấy trên mặt bàn đặt 3 thứ bé bằng nửa nắm tay, hình như là làm từ gỗ cứng, có 6 mặt hình vuông, toàn thị màu trắng, phía trên còn chạm khắc những chấm số, thì ra chính là 3 con xúc sắc. Mọi người ngây đuốn như tượng gỗ, á khẩu không thốt được một tiếng nào, giây lát sau thì phá ra cười như vỡ chợ. Đỗ Tất Thư mặt mày đỏ lựng, Điền Bất Dịch thì nhìn hắn bừng bừng nộ khí, giận dữ bảo: "Đúng là củi mục không thể đéo được cái gì mà." Tô Như thì chỉ cười lắc lắc đầu rồi nói: "Thôi đi, đây cũng chẳng phải là việc gì to tát, xúc sắc thì xúc sắc, đằng nào pháp bảo này cũng là thứ y chọn dùng." Điền Bất Dịch trừng mắt nhìn đồ đệ nói với Tô Như: "Muội làm sao chắc được là y không đem cái thứ này đi lòe thiên hạ cơ chứ?" Đồ Thất Thư giật đánh thoát, vội vàng thưa: "Sư phụ, sư nương, đồ nhi quyết không dám làm chuyện hạ lưu vô sỉ đó. Chỉ là năm trước bên bờ Xích Thủy ở phương Nam, con tìm thấy một cái cây tam châu ngàn năm rất có linh khí, bèn lấy tinh cốt của nó để đéo thành 3 con xúc sắc, hoàn toàn là hứng khởi nhất thời, chưa hề nghĩ đến những chữ khác ạ." Điền Bất Dịch nộ khí bừng bừng quát: "Người cao hứng, người tu luyện những thứ khác thì ta không nói gì, nhưng nay lại luyện ra một món dùng để đánh bạc. Để 1 tháng nữa đến kỳ tỉ thí Thất Bạch hội võ, người mang cái bộ dạng đó thượng đài, ta liệu còn mặt mũi nào không?" Đỗ Tất Thư không dám nói gì nữa. Tô Như lắc đầu khẽ bảo: "Bất Dịch, đây là món y rất yêu thích, đừng có ép y. Huynh có còn nhớ vạn sư huynh?" Điền Bất Dịch bỗng nhiên chấn động, ngoảnh đầu nhìn sang Tô Như. Tô Như khẽ khẽ thở dài, nói với Đỗ Tất Thư: "Tất Thư, con biết đấy, ta và sư phụ từ trước tới nay cũng chẳng ép uổng các con nhất định phải luyện tiên kiếm như những chi phái khác. Nhưng pháp bảo thường có quan hệ rất lớn, các con làm việc nên thận trọng hơn." Đỗ Tất Thư lén liếc nhìn Điền Bất Dịch, thấy sư phụ sắc mặt phiền muộn không vui, nào dám nhiều lời nữa, vội vàng gật đầu đáp: "Vâng, vâng ạ." Tô Như lại nhìn trượng phu rồi nói với mọi người: "Thời gian trôi nhanh quá, tháng sau là đại thí Thất Mạch võ rồi. Đến lúc ấy chúng ta cùng sang bên chi nhánh chính Thông Thiên Phong, các con phải chuẩn bị sớm đi." Tới đây thì khuôn mặt dịu dàng của bà chợt nhiên nghiêm lại, nói nhanh: "Lần này không được để ta và sư phụ thất vọng nữa đấy, biết chưa?" Chúng đệ tử giật mình, đồng thanh hô: "Biết ạ." "Sư, sư nương." Lẫn trong tiếng hô vang của mọi người, một giọng nói rụt rè lạc điệu chợt cất lên. Tô Như nhìn lại, thì ra chính là lão Thất Trương Tiểu Phàm đang ngồi đằng cuối, bèn cau mày hỏi: "Sao thế Tiểu Phàm?" Trương Tiểu Phàm thận trọng dè dặt hỏi: "Như ý sư nương vừa nói, có phải là cả con cũng cùng được đi không ạ?" Tô Như sững người,
rồi khẽ liếc Điền Bất Dịch, trên mặt nở nét cười mỉm mỉm đáp: "Đúng đấy, chẳng phải con cũng là đệ tử của Đại Trúc Phong hay sao?" Trương Tiểu Phàm mừng rỡ, nhảy cẫng lên hoan hô, đấm tay chúc mừng với cả Đỗ Tất Thư ngồi bên cạnh, hoàn toàn không để ý gì đến Điền Bất Dịch ở đằng kia lạnh lùng nói: "Dẫu sao cũng phải có 9 người, tính thêm thằng Thộn này vẫn thiếu mất 1 người, không dùng cũng không được." Đêm xuống, Trương Tiểu Phàm quay về phòng, đã thấy Đại Hoàng và Tiểu Hôi chạy lên giường của mình nghỉ ngơi rồi. Từ 1.5 năm nay, Đại Hoàng vì cớ thân mật với Tiểu Hôi cũng chuyển đến ngủ ở phòng của Trương Tiểu Phàm. Mới đầu Điền Bất Dịch phát hoảng vì chẳng tìm thấy con chó cưng của mình đâu. Cuối cùng biết ra nguyên ủy thì hừ một tiếng, chẳng nói năng gì bỏ đi. Trương Tiểu Phàm thấy sư phụ không trách cứ, cũng chẳng đuổi Đại Hoàng. Thực ra thì đuổi không nổi, Đại Hoàng chiếm mất 1/2 cái giường, Tiểu Hôi chiếm mất 1/2 của 1/2 còn lại. Thế cũng đủ biết tâm trạng của chủ nhân căn phòng như thế nào. Có điều thời gian lâu dần, chật trội lẫn lộn mãi cũng thành quen. Trương Tiểu Phàm chẳng cằn nhằn gì về việc Đại Hoàng và Tiểu Hôi ngủ cùng mình nữa. Đêm nay tâm trạng rất vui vẻ, hắn vào phòng rồi ngồi xuống bên cạnh cái bàn, đưa mắt nhìn, thấy Đại Hoàng đang nằm dài ra. Tiểu Hôi thì chẳng biết là lại đang nhà bếp đánh cắp que cời lò đen đủi của hắn mang về đây từ lúc nào, đang dùng để nó cào lên lưng của con chó. Hắn sực nhớ ra, lờ mờ cảm thấy Tiểu Hôi dường như rất có hứng thú với cái que cời lò này. Nhưng hiện giờ hắn chẳng có bụng dạ đâu mà nghĩ nhiều đến thế. Lòng của hắn đang tràn ngập vui sướng vì sư phụ đã bất ngờ cho phép hắn cùng tham gia Thất Mạch Hội Võ tháng sau. Nếu Đại Hoàng và Tiểu Hôi nhìn Trương Tiểu Phàm lúc này, sẽ thấy hai mắt của hắn lấp lánh phát quang, bắt Trương Tiểu Phàm ngó con chó rồi nhìn con khỉ. Nhưng miệng hắn thì nói với không khí: "Ngươi xem, ta cuối cùng cũng đã có cơ hội tham gia Thất Mạch Hội Võ. Tuyệt quá, sư phụ lão nhân gia người thật khoan hồng đại lượng. Cho dù ta ngốc nghếch, người vẫn đưa ta đi để mở mang kiến thức. Ôi, đến lúc đó không chừng còn có thể gặp lại Kinh Vũ nữa." Nói tới đây, hắn như sực nhớ ra điều gì, lại thấp giọng lẩm bẩm: "Có điều nếu thực sự phải thượng đài tỉ thí, e là sẽ làm sư phụ mất mặt. Thôi, mặc ra sao thì ra, đúng không Đại Hoàng Tiểu Hôi?" "Chí chí, chí chí." Trương Tiểu Phàm ngước trông thấy Tiểu Hôi đang chú tâm vào mớ lông da của con chó, tỉ mỉ bắt giận, chỉ kêu lên mấy tiếng để trả lời hắn. Còn Đại Hoàng thì càng chẳng buồn đếm xỉa, hai cái tai nó rũ xuống, mắt thì cũng chẳng hé ra nhìn. "Con chó chết bẫm kìa." Trương Tiểu Phàm mất bình mắng, đột nhiên trước mắt loáng đen. Thì ra là Tiểu Hôi thình lình ném cái que cời lò về phía của hắn. Hắn giật mình đánh thót, vội vàng xẹt tránh. Que cời lò đập vào cái bàn, nảy lên mấy cái, rồi rơi tuột xuống đất. Chí chí oảng oảng, Đại Hoàng và Tiểu Hôi cùng vui vẻ kêu lên. Trương Tiểu Phàm thì xông lại hai con súc sinh làm mặt xấu, rồi hậm hực ngồi xuống. Chẳng hiểu tại sao, trong đầu của hắn bỗng hiện lên phong tư anh tuấn của Tề Hạo trên Đại Trúc Phong 2 năm về trước. "Ngưng băng thành tường à?" Trương Tiểu Phàm cúi đầu lẩm bẩm, không biết gì thì thôi, nhưng gần đây hắn tu hành càng lúc càng sâu, mới thấm thía rằng muốn luyện đến cảnh giới như Tề Hạo quả thực gian nan và khó mà tới được. Hắn lại nhớ đến đêm đó, Điền Ninh Nhi trong căn phòng này, dưới ánh nến này, đôi mắt ôn nhu mà nồng nàn làm sao. Trái tim của hắn giờ phút ấy như bị kim nhọn đâm xoáy vào. Trên mặt đất, thanh que cời nằm im lìm. Ở đằng kia, con khỉ và con chó đùa giỡn vui vẻ. Trương Tiểu Phàm bất giác cảm thấy mình và que cời giống nhau. Trên mặt đất, thanh que cời nằm im lìm. Ở đằng kia, con khỉ và con chó đùa giỡn vui vẻ. Trương Tiểu Phàm bất giác cảm thấy mình và thanh que cời này giống nhau. Nhìn nó nằm yên trên đất kia, phảng phất có vài nét cô đơn. Hắn thở dài, thử tưởng tượng mình có thể đạt đến cảnh giới đó, rồi lấy tư thế hoàn toàn ung dung, không có một chút vướng bận nào. Lần đầu tiên trong đời của hắn làm một động tác mà các đệ tử của Thanh Vôn đã làm không biết bao nhiêu lần. Động tác khu vật, hướng về phía que cời lò trên mặt đất
để vẫy vẫy tay. Chỉ chớp mắt thôi mà hình như là vĩnh cửu, Trương Tiểu Phàm vẫn bình thường, thậm chí chẳng hề có chút đau lòng, chuẩn bị đón chờ một sự thất bại rất đương nhiên. Bỗng dưng que còi lò trên mặt đất nhúc nhích, chỉ thoáng nhẹ thôi, tí tí thôi, hình như vừa thức tỉnh sau một thời gian dài ngủ rất sâu, nó nhúc nhích. Quý bạn và các vị vừa theo dõi xong phần thứ 16 và chúng ta sẽ đến với những phần tiếp theo, bắt đầu cho một sự khởi đầu của Trương Tiểu Phàm ở Thanh Vân Môn. Quý vị hãy nhớ like video và subscribe kênh để ủng hộ Tiến nhé. Chu Tiên, chương 17, Phó Hội. Người đọc Bá Tiến, quý vị hãy nhớ giúp Tiến đăng ký kênh bằng cách subscribe ở phía dưới nhé. Sáng hôm đó, trên Đại Trúc Phong, mọi người đều vui mừng phấn khởi, nhất là bọn đệ tử. Ai nấy đều mặt mày tươi rói, tuy có chút căng thẳng, nhưng nỗi vui mừng đã át đi hết. Trong tất cả mọi người, chỉ có Đại sư huynh Tống Đại Nhân, Lão Nhị Ngô Đại Nghĩa, Lão Tam Trịnh Đại Lễ và Lão Tứ Hà Đại Trí là đã từng tham gia kỳ thất mạch hội võ trước. Còn Lão Ngũ, Lữ Đại Tín, Lão Lục, Đỗ Thất Thư đều là các đệ tử mới được Điền Bất Dịch thâu nạp trong vòng mấy chục năm gần đây. Thêm Điền Linh Nhi và Trương Tiểu Phàm tuổi còn rất trẻ thì càng chưa được chứng kiến sự kiện quan trọng một giáp mới diễn ra có một lần này bao giờ. Điền Linh Nhi là cao hứng nhất, nhân lúc cha mẹ đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, cứ xoắn lấy Tống Đại Nhân vốn nhiều kinh nghiệm, tía lia hỏi không ngừng. Đại sư huynh, thất mạch hội võ quả thật có nhiều người đồng môn đi như vậy đúng không? Tống Đại Nhân mỉm cười, hiển nhiên là tâm trạng đang rất vui vẻ, đáp: không sai, thất mạch hội võ là sự kiện lớn nhất của phái ta, đồng môn ở các chi phái ai cũng coi đó là một đại sự hàng đầu, những người đại diện lên tỷ thí ai cũng là nhân vật nổi bật xuất chúng. Những người đại diện lên tỷ thí ai cũng là nhân vật nổi bật xuất chúng. Còn cái vẻ tráng lệ lộng lẫy ở đó thì càng không phải nói. Lúc đó, Lão Tứ Hà Đại Trí đứng một bên nghe thấy, bèn bước lại, khẽ nháy mắt với Điền Linh Nhi, rồi cười: tiểu sư muội, muội có chút không rõ, kỳ thực đại sư huynh vẫn có chuyện chưa nói ra hết. Điền Linh Nhi kêu á, không để ý đến vẻ kinh ngạc của Tống Đại Nhân, vội hỏi: là chuyện gì, Tứ sư huynh? Hà Đại Trí mỉm cười: tại nơi diễn ra đại thí hội võ, giữa lớp lớp đồng môn vây quanh, dễ đông tới hàng trăm người. Người thắng cuộc đứng trên đài cao, tiếng vỗ tay như sấm, tất nhiên là rất đắc ý rồi. Nhưng nếu có vài vị sư muội trẻ tuổi xinh đẹp ở chi phái khác tiến đến tỏ vẻ hoàn toàn bị chinh phục trước đại sư huynh, rồi cất tiếng hoan hô, thế chẳng phải là một chuyện sung sướng lớn của đời người sao? Nói đến đây, y lấy vẻ mặt đứng đắn nghiêm trang, quay sang Tống Đại Nhân hỏi: đại sư huynh, huynh bảo có phải không? Khuôn mặt của Tống Đại Nhân chợt nhiên đỏ bừng. Điền Linh Nhi trông thấy rất lấy làm lạ, hỏi: đại sư huynh, sao bỗng dưng lại đỏ hết cả mặt lên vậy? Tống Đại Nhân lắc đầu như con rối, đáp vội vàng: không, không có, tao đâu có đỏ. Hà Đại Trí ho một tiếng, thấy xung quanh các sư huynh đệ khác đã không biết xúm lại từ bao giờ. Mấy người trẻ tuổi như Đỗ Tất Thư và Trương Tiểu Phàm thì chưa hiểu mô tê gì, nhưng Ngô Đại Nghĩa và Trịnh Đại Lễ đều đang mùm mỉm cười. Hà Đại Trí bèn cười nói: ôi già, nhị sư huynh và tam sư huynh cũng ở đây rồi, độ này trí nhớ của đệ không được tốt lắm. Hình như trong kỳ đại thí lần trước, lúc đại sư huynh thắng liền hai trận tiến vào vòng thứ ba, có một vị sư muội đồng môn trẻ tuổi Kiều Diễm ý tên là gì nhỉ, quên bén mất rồi. Ngô Đại Nghĩa lập tức nối theo: à, ta nhớ cũng không rõ lắm, nhưng hình như là một vị sư muội đồng môn bên Tiểu Trúc Phong, dùng mạo rất là mỹ miều, có điều tên thì... Trịnh Đại Lễ vẻ mặt rất tươi nói: tên thì chúng ta đã quên cả rồi, nhưng trong trận hôm đó, người ấy vỗ tay to nhất, lại thêm cái vẻ đầu mày cuối mắt với đại sư huynh, chúng ta đều nhớ rất rành rành nha. Ồ... Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào cả lên. Điền Linh Nhi tra khảo trước nhất: đại sư huynh, là vị sư tỷ đồng môn nào lại đối xử tốt với huynh như vậy? Tống Đại Nhân lúng ta lúng túng,
lườm Hà Đại Trí một cách dữ tợn, rồi cười khan: "Không, làm gì có chuyện ấy. Muội đừng nghe tứ sư huynh nói bậy. Văn Mẫn sư muội bên Tiểu Trúc Phong chỉ vì kính trọng sư huynh mình. Văn Mẫn sư muội bên Tiểu Trúc Phong chỉ vì kính trọng sư nương mình mới cổ vũ chúng ta nhiệt tình hơn một chút thôi mà." "Ý?" Hà Đại Trí lập tức hét lên: "Đại sư huynh, thế thì lạ thật nhỉ. Đệ và nhị sư huynh, tam sư huynh đều không biết tên họ của người ấy. Làm sao mà huynh lại đọc ngay ra được danh tính của người ta? Nói gì thì cũng tại Văn Mẫn sư tỷ đối với cả đại sư huynh tốt thế kia cơ mà." Mọi người cười ầm lên. Tống đại nhân tự biết mình lỡ lời, càng biết là luận về miệng lưỡi thì không thể nào theo kịp Hà Đại Trí, vốn thông minh nhất ở Đại Trúc Phong này. Càng nói nhiều thì lại càng sai nhiều, lập tức hừ một tiếng, làm mặt dày, cười khan bảo: "Toàn những người vô tích sự cả. Ha ha, ta đi xem sư phụ sư nương xong xuôi chưa đã." Điền Ninh Nhi còn muốn truy vấn, nhưng Tống đại nhân chuẩn nẹ hơn cơn gió, nháy mắt đã chẳng thấy bóng dáng của y đâu nữa. Cô đành nắm lấy tay của Hà Đại Trí, cặp mắt to long lanh đầy háo hức hỏi: "Tứ sư huynh, huynh nói mau, Văn Mẫn sư tỷ rốt cuộc hình dáng ra sao?" Hà Đại Trí cười đáp: "Tiểu sư muội, chẳng phải là muội thường cùng với cả sư nương về bên Tiểu Trúc Phong thăm Thủy Nguyệt đại sư hay sao? Chẳng lẽ từ xưa tới giờ chưa gặp qua Văn Mẫn sư tỷ? Người ấy là đệ tử đắc ý nhất của Thủy Nguyệt đại sư đấy." Điền Linh Nhi lắc đầu: "Khi muội và mẹ sang Tiểu Trúc Phong đều tìm thẳng đến Thủy Nguyệt đại sư, quen biết rất ít sư tỷ đồng môn. Huynh nói mau đi." Hà Đại Trí cười đáp: "Vội gì vội gì, hôm nay chúng ta tới chi phái chính Thông Thiên Phong tham gia thất mạch hội võ, chắc là muội sẽ gặp được người ấy thôi." Điền Linh Nhi ồ một tiếng, đảo mắt tựa hồ nhớ ra điều gì nói: "Thảo nào vừa sớm đã thấy đại sư huynh hớn ha hớn hở, thì ra là trong lòng đã nuôi sẵn mưu đồ." Mọi người ngây ra rồi sực hiểu, cùng phá lên cười với nhau. Điền Linh Nhi cũng cười. Những căng thẳng về thất mạch hội võ theo đó cũng đều tan biến cả. Ánh mắt của cô chuyển từ người này sang người khác, thấy ai cũng rạng rỡ, tâm trạng rất tốt. Nhưng khi nhìn đến Trương Tiểu Phàm, lòng bỗng chững lại. Trương Tiểu Phàm tuy cười, nhưng mấy năm thân thiết với nhau giúp Điển Linh Nhi vừa nhìn là nhận ra ngay dáng vẻ của hắn có chút lơ đễnh. Nhằm lúc mọi người cười nói to ầm ĩ, Điển Linh Nhi rón rén lại bên Trương Tiểu Phàm, khẽ khẽ hỏi: "Tiểu Phàm, đệ có chuyện gì à?" Trương Tiểu Phàm ngây người, khóe miệng mấp máy, tay phải vô tình xoa xoa ngực, rốt cục chỉ nói: "Không có đâu, sư tỷ." Điển Linh Nhi nhìn hắn hỏi thẳng: "Là vật gì, đưa ta xem." Trương Tiểu Phàm do dự một lát, lôi từ trong bọc ra một vật đưa cho Điển Linh Nhi. Cô ta không xem còn khá, xem rồi rất đỗi kinh ngạc, kêu lên: "Đệ mang cái que còi đen đuổi này bên mình để làm gì?" Trương Tiểu Phàm thấy vẻ mặt của Điển Linh Nhi kinh ngạc, pha lẫn chút trách móc, bèn ấp úng đáp: "Sư phụ ân điển cho đệ đi cùng để mở mang kiến thức. Đệ tu tập nông cạn, không có pháp bảo gì cũng không thể dùng." Điển Linh Nhi bỗng nhiên hiểu ra, không nhịn được bèn phá lên cười: "À, như vậy đây, đệ định mang cái que cời lò này để đi tham dự thất mạch hội võ. Thành Vân Môn hơn 2000 năm nay, tòi ra lục sư huynh tu luyện pháp bảo xúc sắc vốn đã là cổ quái rồi. Chẳng ngờ, thật chẳng ngờ, đệ lại mang cái que cời này đi. Ha ha, ta cười chết mất thôi." Các đệ tử Đại Trúc Phong đứng bên kia thấy Điền Ninh Nhi đột nhiên cười phá lên, bèn nhao nhao ùa tới, hỏi rõ sự tình, không nén được cũng lại cười ầm ĩ lên. Trương Tiểu Phàm nhìn xung quanh, sư huynh, sư tỷ, ai cũng mặt mày hả hê vui vẻ, trong lòng bất giác trào dâng một cơn phẫn nộ. Cơn phẫn nộ trong đáy lòng của hắn phút chốc cũng qua, nhưng quá dữ dội, gần như làm Trương Tiểu Phàm nghẹt thở. Hắn cúi thấp đầu, nắm chặt thanh cời lò xấu xí, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc của nó thấm vào lòng bàn tay. "Tiểu Phàm." Điển Linh Nhi đột ngột thu nụ cười, nghiêm chỉnh nói: "Xin lỗi đệ." Trương Tiểu Phàm giật mình ngoảnh đầu lại. Điển Linh Nhi nói: "Ta vốn đã muốn cho đệ một thứ bảo bối làm cảnh, để đệ ra ngoài khỏi bị các đồng môn khác chê cười. Nhưng những ngày này mẹ ép ta tu hành dữ quá, ta lại quên mất." Trương Tiểu Phàm lơ đãng lắc đầu nói: "Sư tỷ, tỷ chú ý tu hành, không cần phải nghĩ đến đệ đâu." Điển Linh Nhi vỗ vỗ vai của hắn, mỉm cười rồi nói:
Có điều cũng chẳng sao, mọi người đều biết bản lĩnh của đệ rồi, lần này đi là để mở rộng tầm mắt mà thôi. Cô ta hạ thấp giọng, nếu có người nào bắt nạt đệ, đệ nhất định phải nói với ta. Ta sẽ lập tức để vì đệ mà ra mặt. Trương Tiểu Phàm nhìn ánh mắt thân thiết của sư tỷ, không hoài nghi chút nào về lời hứa của nàng, thậm chí thiện ý của tất cả mọi người trong lời thậm chí thiện ý của tất cả mọi người trong lúc nói cười hắn đều cảm thấy. Nhưng mà là tình cảm gì lại dạt dào đến thế? Là ngọn lửa nào đang hừng hực cháy trong tim đến nỗi gần như hắn không còn thở được? Điển Linh Nhi vẫn còn cười hì hì, vỗ vai tiểu sư đệ mà cô yêu quý nhất, khẽ khẽ nói, bảo cho đệ biết, trên Thông Thiên Phong rất nhiều nơi thú vị, lần này tới nơi chúng ta lén chạy đi chơi nhé. Trương Tiểu Phàm thấy dung nhan mỹ lệ lay động trước mắt, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Hắn cúi đầu, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, cũng rất phiền não. Tâm sự thiếu niên phảng phất trăm mối cảm xúc, khẽ khẽ đáp, vâng sư tỷ. Điển Ninh Nhi tươi mặt mỉm cười, chợt nghe tiếng của Hà Đại Trí sau lưng nói, sư phụ và sư nương đến. Mọi người quay mình lại, thấy từ trong thủ tĩnh đường Điền Bất Dịch và Tô Như đi ra. Điền Bất Dịch toàn thân mặc trường bào màu thanh thiên, khí độ trang nghiêm, nếu không phải thân hình hơi mập một chút, bụng lại hơi to một chút, thì đúng là có khí phái của tông sư, khiến cho người ta phải kính ngưỡng. Còn Tô Như thì nhìn mà lóa mắt, vẫn dáng điệu và tư thái hơn người. Hôm nay bà khoác một tấm áo dài lục nhạt, trên đầu cài ngọc trạm hình hoa kim thoa, hàng mi rồi phấn, làn da mỡ đông, ánh mắt thì như nước, bờ môi thì hàm tiếu, quả thật là khuynh đảo chúng sinh. Tống đại nhân đi ra phía sau họ, gương mặt trang nghiêm. Bọn sư đệ vừa nhìn thấy y, ai nấy trên mặt đều không thể giữ được sự ngay ngắn, có vẻ kỳ quái như cười mà không phải cười. Sau lưng Tống đại nhân là con chó vàng và con khỉ xám. Tiểu Hôi bây giờ dường như đã quen với việc ngồi trên lưng của đại hoàng. Lúc này thấy Trương Tiểu Phàm đứng ở trước mặt, nó bèn kêu lên mấy tiếng chí chí, từ trên lưng của đại hoàng tụt phát xuống, chạy đến chỗ của Trương Tiểu Phàm, lọ mọ mà trèo lên vai của hắn. Điền Bất Dịch nhìn bọn đệ tử, gật đầu nói, đi thôi. Rồi lão phất tay phải, dẫn kiếm quyết, một luồng ánh đỏ lóe sáng, thanh tiên kiếm Xích Linh nổi danh bấy lâu vút lên, xích quang rọi xa vạn dặm, đúng là tiên gia chí bảo. Điền Bất Dịch đang định đạp lên trước, bỗng nhiên ống quần bị kéo lại. Lão quay đầu nhìn, thì ra là đại hoàng đang ngoạm chặt lấy. Con chó vàng của lão nuôi từ nhỏ tới lớn cứ lắc lắc đầu, mồm ư ử, vì đang ngoạm ống quần, rên mãi không ngừng. Đuôi thì ngoái tít, hai con mắt không hề chớp, nhìn thẳng vào Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch do dự một lát, miệng lẩm bẩm gì không rõ, nhưng vẫn phất tay áo, cuốn đại hoàng lại, rồi chớp mình leo lên thanh Xích Linh, gọi Tô Như phá không đi trước. Tô Như lắc đầu cười khẽ, nói với cả mọi người, các con cũng đi luôn nhé. Ngừng một chút, lại nói với cả Tống đại nhân, đại nhân, Tiểu Phàm tu vi chưa đủ, con đưa y theo. Tống đại nhân gật đầu, vâng. Tô Như gật gật đầu, không rõ động tác thế nào, rồi một luồng sáng màu lục nhạt chớp nháng, phảng phất như màu áo, đưa bà vọt lên trời xanh, hướng theo đạo xích quang của Điền Bất Dịch mà đi. Trong các đệ tử của Đại Trúc Phong, có Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ và Lữ Đại Tín tu hành chưa tới tầng thứ tư, không thể nào ngự pháp bảo. Lúc ấy Tống đại nhân đi về phía Trương Tiểu Phàm, còn Hà Đại Trí, Đỗ Tất Thư và Điền Ninh Nhi cứ mỗi người một kiếm kèm một người khác, ai nấy lên đường. Pháp bảo của Điền Ninh Nhi là Hổ Phách Chu Lăng, của Hà Đại Trí là Giang Sơn Bút, rất phù hợp với niềm yêu thích sách vở của y. Buồn cười nhất là pháp bảo xúc sắc của Đỗ Tất Thư, vừa mới vút lên, bạch quang lóe sáng, ba hạt xúc sắc xoay tít rồi phình lớn gấp 10 lần, quay mãi giữa không trung, các chấm số luân phiên xuất hiện. Nếu luận về dụng cụ đánh bạc trong thiên hạ, không thể có loại nào sánh bằng. Lão Ngũ, Lữ Đại Tín dè dặt tiến lên nhìn, nhăn nhó nói với cả Đỗ Tất Thư, lão Lục, cái vật này của đệ chắc là không đến nỗi rớt từ trên trời xuống đấy chứ. Đỗ Tất Thư vuốt lông mày tinh nghịch bảo, Ngũ sư huynh, hay là
chúng ta đánh cược, nếu nó rớt thì coi như huynh thắng, đệ sẽ... Lữ Đại Tín xỉ một cái, thế thì huynh đâu dám thắng ván cược này. Đô Thất Thư ngẩn ra nói, cũng đúng. Tống đại nhân đi đến trước mặt của Trương Tiểu Phàm mỉm cười hỏi, Tiểu Phàm, đệ chuẩn bị xong chưa? Trương Tiểu Phàm toan gật đầu, thốt nhiên Tiểu Hôi trên vai của hắn kêu ré lên, hai người cùng ngạc nhiên. Lại thấy Tiểu Hôi một lúc thì chỉ tay lên trời, một lúc lại quay sang Trương Tiểu Phàm tự chỉ vào mình. Trương Tiểu Phàm ngẩn người hỏi, mày cũng muốn đi? Tiểu Hôi lập tức cười toét miệng. Trương Tiểu Phàm do dự một lát, Tiểu Hôi lập tức cười toét miệng. Trương Tiểu Phàm do dự một lát, nhìn Tống đại nhân. Tống đại nhân nghĩ ngợi rồi cười bảo, đằng nào sư phụ cũng đã mang đại hoàng đi rồi, thôi chúng ta đưa Tiểu Hôi theo vậy. Trương Tiểu Phàm mừng rỡ gật đầu, Tiểu Hôi còn mừng hơn cả hắn. Tống đại nhân quay lại nói với những người khác, chúng ta cũng đi thôi, nếu không đến muộn sư phụ lại mắng đấy. Mọi người ứng tiếng, ai nấy đều ngự lên pháp bảo mà đi. Điền Linh Nhi đi trước, lúc xuất phát còn lại bên mình Trương Tiểu Phàm dặn, cẩn thận đấy, phải ôm chặt sư huynh vào. Trương Tiểu Phàm gật đầu nói, biết rồi sư tỷ. Điền Linh Nhi khẽ khẽ cười với hắn, dẫn pháp quyết hổ phách chu lăng nổi dáng tà, phá không lướt đi. Tống đại nhân cũng rút pháp bảo của mình là tiên kiếm thập hổ ra. Y là đệ tử của Đại Trúc Phong, tuy các sư đệ tu luyện nhiều loại pháp bảo khác nhau, nhưng y vẫn tu luyện tiên kiếm. Thập hổ kiếm toàn một màu vàng, dài 4 thước, rộng bằng 3 ngón tay. Về kích thước thì tương đối lớn hơn những loại tiên kiếm, nhưng đáng tiếc là uy lực của nó không tương xứng với kích thước ấy. Tống đại nhân kéo Trương Tiểu Phàm cùng lên. Trương Tiểu Phàm trước đây đã có kinh nghiệm cưỡi trên hổ phách chu lăng của Điền Linh Nhi. Hắn đặt chân lên thập hổ, nó hơi chĩu xuống rồi cân bằng lại ngay. Hắn không còn quá kinh hoàng, nhưng Tiểu Hôi thì khác, nó ôm chặt lấy đầu của Trương Tiểu Phàm. Tống đại nhân hơi mỉm cười nói, Tiểu sư đệ, chúng ta đi nào. Nói đoạn, tay phải trỏ pháp quyết lên trời, thập hổ phát tiếng rung khe khẽ, thanh kiếm vốn đang lơ lửng ngang mặt đất vụt bật cao lên 3 thước. Trương Tiểu Phàm bất giác giữ chặt lấy Tống đại nhân. Lúc ấy một cơn gió núi lùa tới, thập hổ từ từ hướng mũi kiếm chích lên. Khi nó nghiêng khoảng 70 độ, Trương Tiểu Phàm hoàn toàn phải dựa sát ôm chặt lấy Tống đại nhân mới không bị rớt xuống đất. Một tiếng gió rít vang, thập hổ vọt thẳng lên trời. Trương Tiểu Phàm đứng trên tiên kiếm, tay ôm đại sư huynh, lòng tuy hồi hộp nhưng bất luận thế nào cũng không nỡ nhắm mắt lại. Chỉ thấy núi non xanh tươi nơi Đại Trúc Phong cách mình mỗi lúc một xa, hốt nhiên trước mặt là lóa sáng. Họ xuyên vào một dải mây trắng mênh mang, dày đặc, không nhìn rõ gì cả. Lúc ấy trên dưới trước sau đều là mây trắng bồng bềnh, gió lớn rú gào không ngừng. Thân hình Trương Tiểu Phàm hơi run rẩy, phần vì căng thẳng, phần vì xúc động, đạp mây trắng giữa trời xanh cứ như là một giấc mộng cõi nào vậy. Mây ngập mênh mang, chẳng biết là đã đi được bao lâu. Chính vào lúc Trương Tiểu Phàm đang dần bình tĩnh lại, bỗng dưng thêm một phen kinh ngạc, thập hổ tiên kiếm giữa tiếng rít phá không lanh lảnh vọt ra khỏi biển mây mù. Trời bao la như đại dương xanh úp ngược, xanh trong thuần khiết, vô cùng vô tận, hùng vĩ, tráng quan. Khi vọt ra khỏi biển mây mù, thấy mây trắng tuột khỏi chân như bọt nước, quyến luyến trải dài mãi theo đà lướt, lại như sóng nhỏ gợn lên giữa từng không. Trời trong trẻo như vừa được gột rửa, thập hổ kiếm vọt lên, đến độ cao cách biển mây mênh mang dưới chân chừng 300 trượng, Tống đại nhân mới giữ thân kiếm theo phương ngang, nhắm thẳng hướng Thông Thiên Phong mà lướt tới. Nơi xa, một ngọn núi hùng vĩ, cao ngập trong mây, ngạo nhiên sừng sững. Ở đó, mây trắng thấp thoáng, văng vẳng có tiếng chuông ngân nga giữa trời. Thông Thiên Phong, đúng là ngọn Thông Thiên Phong. Thông Thiên Phong, đúng là ngọn thông đến thanh thiên. Trương Tiểu Phàm nín thở, phóng mắt nhìn. Dưới bầu trời xanh vô tận, bên ngọn núi hùng vĩ, vấn vít bay lượn vô số vệt sáng nhiều màu sắc. Càng đến gần Thông Thiên Phong, càng thấy những vệt sáng ấy dày đặc hơn. Trương Tiểu Phàm biết đó đều là những pháp bảo do các đệ tử của Thanh Vân Môn khu dụng. Vì pháp bảo phân theo ngũ hành nên sinh ra nhiều màu sắc khác nhau,
trông rực rỡ rất đẹp. Những vệt sáng như mưa đá màu chảy ào ào về phía ngọn núi, cảnh tượng thật tráng lệ. Họ và thập hổ tiên kiếm cũng nhanh chóng hòa vào dòng màu rực rỡ này. Kèm theo tiếng rít, Tống Đại Nhân cùng Trương Tiểu Phàm ngự kiếm hạ xuống một quảng trường rất lớn. Vừa chạm đất, con khỉ tiểu hôi đã nghiêng đông ngó tây, rồi tụt khỏi vai của Trương Tiểu Phàm, đi tới đi lui trên quảng trường, tỏ vẻ rất cao hứng. Trương Tiểu Phàm mặc kệ nó, phóng mắt nhìn, thấy nơi đây lan can bạch ngọc, tiên khí phảng phất. Giữa quảng trường có 9 cái đỉnh đồng lớn, xếp thành 3 hàng, mỗi hàng 3 cái. Điều khiến cho người ta ngạc nhiên nhất là nơi này rất nhiều mây, mây mù phủ quanh mỗi bước đi, khiến người ta có cảm giác mình là tiên vậy. Trương Tiểu Phàm ngắm cảnh cảm thấy rất quen mắt, sực nhớ ra đây là Vân Hải thuộc Thanh Vân Lục Cảnh mà hắn đã từng đến trong ngày đầu tiên lên trên núi Thanh Vân. 5 năm không gặp, nơi này vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi. Chỉ có điều cái vẻ mỹ lệ mơ màng ấy hôm nay so với 5 năm về trước thì náo nhiệt hơn rất nhiều. Trên quảng trường lúc này sôi động vô cùng, những đệ tử đến tham dự thất mạch hội võ xưa nay chắc là dùng nơi này để tạm nghỉ chân. Nhìn ra xa thấy nhấp nhô toàn là đầu người, dễ phải có đến hàng trăm người. Những người đứng nơi đây phần lớn đều khoác trang phục Thanh Vân Môn, đạo có, tục có, nam có mà nữ cũng có, trong đó lớp trẻ tuổi tương đối nhiều, anh khí dạt dào. Có thể thấy mấy năm nay Thanh Vân Môn rất chú trọng gây dựng sự nghiệp, đã cất công bồi dưỡng đệ tử mới. Quảng trường tu tập hàng trăm người mà xem ra vẫn rất rộng rãi. Tống Đại Nhân đưa mắt ngó quanh, chợt nghe đằng xa có tiếng trong trẻo gọi: "Đại sư huynh, bọn muội ở đây này." Tống Đại Nhân và Trương Tiểu Phàm nhìn về phía ấy thì thấy mấy người của Đại Trúc Phong. Người vừa cất tiếng gọi là Điền Ninh Nhi, đứng bên cạnh một cái đỉnh đồng lớn giữa quảng trường, đang giơ tay vẫy. Tống Đại Nhân đáp lời, cùng Trương Tiểu Phàm đi lại. Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa ngó bốn xung quanh, thấy đệ tử của các chi phái khác túm năm tụm ba thành từng nhóm, trông bộ dạng đều rất rạng rỡ và sôi nổi bàn tán. Xem ra chẳng có ai lại không tràn ngập hy vọng về đại thí thất mạch hội võ sắp diễn ra. Họ đi đến nơi, Hà Đại Trí đứng đằng sau Điền Ninh Nhi, cất tiếng hỏi trước: "Đại sư huynh, đi đường ổn cả chứ?" Tống Đại Nhân mỉm cười đáp: "Đến đây đâu phải lần đầu, còn có thể có chuyện gì được sao?" Điền Ninh Nhi liếc mắt nhìn Trương Tiểu Phàm cười hỏi: "Tiểu Phàm, cảnh sắc trên đường có đẹp không?" Trương Tiểu Phàm hồi tưởng lại cảnh sắc tráng lệ đẹp mắt động lòng trên trời lúc nãy, thật thà đáp: "Đẹp cực kỳ luôn. Sau này đệ cố gắng lên một chút, đợi luyện xong pháp bảo là có thể đằng không mà đi, đệ hãy tự mình bay lên trời cao để xem cho thỏa thích nhé." Trương Tiểu Phàm không nói, nhưng mặt lộ nét cười, gật đầu thật mạnh. Tống Đại Nhân nhìn xung quanh, hỏi Hà Đại Trí: "Tứ sư đệ, sư phụ sư nương đâu nhỉ?" Hà Đại Trí đáp: "Mấy người bọn đệ theo sư phụ sư nương đến đây thì đạo huynh lo việc tiếp tân của chi phái chính đã đưa sư phụ sư nương lên Ngọc Thanh Quán rồi, nói là thủ tọa trưởng lão của 7 chi phái phải gặp mặt trước một chút, cuối cùng sẽ thương nghị chi tiết về kỳ đại thí năm nay. Sư phụ dặn chúng ta chờ ở đây." Tống Đại Nhân khẽ gật đầu rồi vẫy vẫy tay gọi bọn sư đệ đến gần, nhìn khắp bốn xung quanh thấp giọng khẽ bảo: "Ta thấy các chi phái khác có rất nhiều sư huynh sư đệ lạ mặt, các đệ hãy lại đây một lát xem có tin tức gì không." Hà Đại Trí lắc lắc đầu nói: "Đệ cũng có cảm giác như vậy, xem ra các chi phái đồng môn mấy năm nay thu nạp không ít người mới." Lão nhị Ngô Đại Nghĩa nhìn quanh và nói: "Người mới thì không ít, nhưng ta đoán đến mai thượng đài tỉ thí phần lớn vẫn là những sư huynh sư đệ đã tu tập tinh thâm trước đây, thêm nữa là về mặt kinh nghiệm thì bọn họ vẫn..." Tống Đại Nhân thốt nhiên thở dài nói: "Nhị sư đệ, chưa chắc đâu. Đệ còn nhớ Lâm Kinh Vũ, đệ tử trẻ tuổi của Long Thủ Phong đến truyền tin 2 năm về trước không?" Ngô Đại Nghĩa sững sờ rồi trầm lặng hẳn. Mọi người nhìn nhau đều không nói gì, chỉ có Trương Tiểu Phàm trong lòng chợt trào lên một thứ tình cảm phức tạp, tựa như vui mừng, tựa như ngưỡng mộ, lại phảng phất có chút đố kỵ nữa. Gã đó tính làm quái gì?
bỗng nhiên một giọng lạnh lẽo vang lên. Mọi người kinh ngạc, nhìn ra thì chính là Điền Linh Nhi. Chỉ thấy khuôn mặt kiều diễm hơi ửng đỏ, đôi mắt đẹp trợn tròn, giọng nói thì hàn học. Y không đến tham dự lần tỉ thí này thì thôi, nếu dám đến, tốt nhất là gọi y đến gặp muội. Lúc đó muội sẽ cùng y tranh phân thắng phụ. Ai nấy nhìn nhau ngơ ngác. Lão Lùng Độ Tất Thư xưa nay tinh nhanh, phản ứng mau lẹ, liền cười bảo: "Tiểu sư muội nói đúng lắm, nếu mà vừa khéo gặp nhau, ha, các vị sư huynh, hay là chúng ta đánh cược xem ai thắng ai thua." "Đi đi đi đi." Lão Ngũ, Lữ Đại Tín đứng bên cạnh giơ tay giơ chân đá một cái. Lão Ngũ, Lữ Đại Tín đứng bên cạnh y giơ chân đá cho một cái. Tống đại nhân cười mất một lúc, đang định nói thì chợt nghe đằng sau lưng có tiếng ho khẽ, rồi một giọng con gái nhẹ nhàng cất lên: "Tống sư huynh, lâu lắm rồi không gặp." Tống đại nhân vụt như bị giáng một đòn chí tử. Chu Tiên, chương 18, Tương Phùng. Người đọc Bá Tiến. Tống đại nhân sững sờ, thanh âm này vương vấn bên tai, khác nào tiếng nhạc tiên. Giây lát sau, y như tỉnh từ cõi mộng, vụt quay mình lại, thấy sau lưng có 5-6 người con gái. Trông phục sức thì chính là môn hạ của Tiểu Trúc Phong, chi phái từ xưa tới nay chỉ thu nạp nữ đệ tử. Người sắp hàng đầu trong bọn họ là một nữ nhân mỹ miều, mặt trái xoan, tóc mềm như mây, da mịn như tuyết, khóe miệng gắn một nét cười dịu dàng. Trương Tiểu Phàm nhìn cô ta, đang định ngoảnh đầu lại hỏi xem là vị sư tỷ đồng môn của chi phái nào, ai ngờ vừa quay lại là thấy Ngô Đại Nghĩa đến trịnh đại lễ, lại cả Hà Tín nữa. Trương Tiểu Phàm nhìn cô ta, đang định ngoảnh đầu lại hỏi xem là vị sư tỷ đồng môn của chi phái nào, ai ngờ vừa quay lại là thấy từ Ngô Đại Nghĩa đến trịnh đại lễ, lại cả Hà Đại Trí nữa. Ai nấy trên mặt đều đang cười một kiểu rất ngụy dị. Hắn sực nhớ lại xem dáng điệu của Tống đại nhân, thấy vị đại sư huynh của mình ngày thường thì vẫn tinh anh tài giỏi, bây giờ đang đờ ra cười một cách rất ngốc nghếch, tựa như chẳng biết nói gì vậy. Hắn nghĩ một lúc bèn đoán ra ngay thân phận của nữ nhân này. Quả nhiên bọn Hà Đại Trí đứng bên đang đợi để xem kịch hay, ai ngờ Tống đại nhân thình lình rơi vào cảnh giới si dại. Cái bộ dạng ngớ ngẩn không chỉ khiến cho chúng đệ tử của Đại Trúc Phong không chịu nổi, mà đến mấy vị đệ tử của Tiểu Trúc Phong đang đứng đối diện cũng che miệng cười thầm. Nữ nhân mỹ miều đứng trước mặt Tống đại nhân, mặt hơi ửng đỏ, khẽ khẽ gọi: "Tống sư huynh." Tống đại nhân chẳng phản ứng gì hết. Hà Đại Trí sốt ruột phải lên tiếng: "Ha ha, Văn Mẫn sư tỷ, hai bên cũng đã nhiều năm không gặp rồi, gần đây vẫn tốt chứ?" Đôi mắt đẹp của Văn Mẫn đưa sang nhìn thân hình gầy đét đó một lúc, rồi mỉm cười: "Vị này là Hà Đại Trí sư huynh đúng không?" Hà Đại Trí gật đầu lia lịa đáp: "Vâng, chính là tại hạ." "Văn sư tỷ trí nhớ tốt quá, hai bên chỉ gặp nhau có một lần vào một giáp trước đây, thế mà vẫn nhớ ra tại hạ, quả thực là làm cho tại hạ rất ngạc nhiên." Văn Mẫn mỉm cười nói: "Hà sư huynh lần trước tỉ thí đã ra sức kháng địch, đại hiển thần thủ, ta tất nhiên là nhớ chứ." Hà Đại Trí đỏ mặt: "Kỳ thất bạch hội võ trước đây, ngay trong vòng tỉ thí đầu tiên, y đã gặp phải một tay cao thủ bên chi phái chính Thông Thiên Phong. Tuy đã dốc toàn lực vẫn bại trận, có điều y là người tinh nhanh, bèn cười ngay. Những chuyện xưa cũ không nhắc cũng được, tiểu đệ tu vi thô thiển, so với cả Văn Mẫn sư tỷ, lại cả đại sư huynh bọn đệ đây nữa thì kém rất xa. Nói đến đây thì mới nhớ, từ sau kỳ đại thí lần trước, đại sư huynh vẫn thường hoài niệm đến sư tỷ." Văn Mẫn hơi đỏ mặt nhưng không đáp lời, chỉ dùng khóe mắt để liếc Tống đại nhân. Có điều mấy vị sư muội trẻ trung sau lưng của cô ta thì đã bật cười. Tống đại nhân, một đại hán thô hào, giờ phút này bối rối y hệt một thiếu niên e thẹn, vội vàng lập bập mấy tiếng: "Không, không có, ta đâu có thường..." "Cái gì?" Y chưa nói dứt lời đã bị mấy nữ nhân trẻ tuổi đứng đằng sau Văn Mẫn cắt ngang: "Thế huynh không hề nhớ tới Văn Mẫn sư tỷ của chúng tôi ư?" Tống đại nhân giật thót,
lén lén nước mắt ngó Văn Mẫn, chỉ thấy Văn Mẫn đang nghiêm nghị nhìn y, đôi mắt đẹp chăm chăm không chớp. Y cuống lên, bọt miệng đáp: "Không, không phải, ta có nhớ chứ." Tất thảy mọi người của Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong đều phá lên cười, nhất là mấy nữ nhân trẻ tuổi sau lưng của Văn Mẫn, cười điếc cả tai, làm cho đệ tử của các chi phái khác đứng gần đấy cũng phải quay lại nhìn. Hà Đại Trí đợi tiếng cười hơi ngớt, nghiêm túc nói với cả mấy nữ đệ tử của Tiểu Trúc Phong: "Các vị sư tỷ, kỳ thực ý của đại sư huynh chúng tôi là như thế này, y không phải là không hoài niệm đến Văn Mẫn sư tỷ, nhưng cũng không phải là thường." "Thế thì là cái gì?" Một nữ đệ tử của Tiểu Trúc Phong cao giọng cười hỏi. Hà Đại Trí liếc nhìn cô ta, mỉm cười nói: "Y cứ mỗi khắc lại nhớ đến Văn Mẫn sư tỷ một lần, cứ mỗi khắc lại nhẩm tên sư tỷ một lần, vì vậy mới nói là không phải thường." Mọi người cười to. Tống đại nhân lườm Hà Đại Trí một cách dữ tợn, rồi mắt điếc lại sang Văn Mẫn, chỉ thấy khóe miệng của nàng ẩn nụ cười, mà dường như không có chút tức giận nào hết. Trong lòng bất giác ngấm ngầm hoan hỉ, miệng lúng búng: "Văn sư muội, bọn chúng thích nói đùa lắm, muội muội đừng để ý." Văn Mẫn cười mất một lúc, rồi quay đầu lại ngăn cái đám sư muội đang cười đến rụng hết cả hoa lá. Sau đó nhìn Tống đại nhân thật sâu, hỏi: "Thế trong lòng huynh thì nghĩ sao?" Tống đại nhân nhăn nhó, miệng lúng ba lúng búng: Ta mấy tiếng nhưng không thốt được lời nào." Nhìn bộ dạng của hắn, mấy nữ nhân kia không nhịn được lại phá lên cười. Văn Mẫn lắc lắc đầu, trừng mắt một cái, rồi không đếm xỉa đến y nữa, đi đến trước mặt của Điền Linh Nhi, kéo bàn tay trắng như ngọc, chăm chú nhìn cô ta, hỏi: "Muội là Linh Nhi sư muội có phải không?" Điền Linh Nhi lạ lùng nói: "Phải ạ, Văn sư tỷ làm sao biết muội?" Văn Mẫn cười đáp: "Muội thường cùng Tô Như sư thúc lên Tiểu Trúc Phong bọn ta thăm sư phụ, ta đã biết muội từ lâu rồi, mấy năm không gặp, thật là càng lớn càng đẹp quá mà." Điển Ninh Nhi nắm tay Văn Mẫn cười nói: "Đâu có, muội làm sao mà sánh được với dung mạo như hoa của Văn Mẫn sư tỷ." Nói đến đây, cô ta thấp giọng xích gần lên khe khẽ bảo: "Đại sư huynh của muội vì Văn sư tỷ mà điên đạo hết cả thần hồn rồi." Văn Mẫn liếc Tống đại nhân, Tống đại nhân lập tức nở nụ cười ngớ ngẩn. Cô ta lắc lắc đầu, thì thào: "Đại sư huynh kia của muội đầu óc thật như khúc gỗ mà." Điền Linh Nhi phì cười, cảm thấy tiếc là mình đã gặp vị Văn Mẫn sư tỷ này hơi muộn, lập tức khẽ khẽ kéo Văn Mẫn cùng cô ta đi vào giữa đám đệ tử của Tiểu Trúc Phong kia, lào xào nói chuyện một lúc. Giây lát đã thấy thân thuộc vô cùng, tiếng nói tiếng cười thi thoảng từ trong đám con gái ấy vẳng ra, để mặc bọn Tống đại nhân ở đằng này. Tống đại nhân đứng một bên, nhưng muốn chạy lên nói chuyện với Văn Mẫn, nhưng nhất thời không biết mở miệng làm sao, đành đứng nguyên tại chỗ. Đừng nói tới người khác, đến cả Trương Tiểu Phàm chứng kiến từ đầu tới cuối cũng phải lắc đầu. Đúng lúc ấy, Trương Tiểu Phàm chợt nghe thấy Độ Tất Thư bên cạnh kêu ý một tiếng nói: "Lại đến bao nhiêu là người nữa này?" Trương Tiểu Phàm thấy lạ, ngoảnh mặt lại nhìn, cả người bỗng chấn động, chỉ thấy từ xa đi lại một toán đông, đâu như ba mươi mấy người, ai nấy đều khoác bạch y, anh khí ngập trời. Nói là nghênh ngang tự đắc cũng không quá, có điều mấy người đi đầu thì khí độ bất phàm, đặc biệt là người trước nhất, bạch y như tuyết, tuấn giật tiêu sái, không phải là Tề Hạo thì còn ai nữa? Tề Hạo. Trương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm đám người đang đi tới, trong lòng cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy. Càng lúc nghe thấy tứ sư huynh Hà Đại Trí bên cạnh chợt nhiên cười rồi khẽ nói: "Long Thủ Phong quả nhiên nhiều người đông sức." Tề Hạo lúc ấy cũng nhìn thấy mấy người bên Đại Trúc Phong, lập tức đi lại. Mọi người sau lưng y cũng bước theo. Đến nơi, y cung tay hướng về Tống đại nhân cười: "Tống sư huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi." Tống đại nhân không dám chậm trễ, vội đáp: "Tề sư huynh, huynh cũng đến rồi. Lần đại thí này không biết huynh có tham gia không?" Tề Hạo cười nói: "Tiểu đệ vốn không muốn, có điều gia sư cho rằng tiểu đệ tu hành vẫn còn cần cọ sát, lệnh cho phải tham gia, vì vậy đành mặt dày mà chiếm lấy một chỗ trong danh ngạch của bản chi phái vậy." Tống đại nhân gật đầu cười: "Như vậy thì tốt quá, nhân tài như Tề sư huynh, người thắng cuộc lần này chẳng là huynh thì còn ai nữa?" Tề Hạo lắc đầu lịa lịa, khiêm tốn đáp: "Đâu có sư huynh,
Tống sư huynh quá khen rồi. Hai người bọn họ cứ nói mãi những câu khách sáo. Trương Tiểu Phàm mở to mắt tìm kiếm sau lưng Tề Hạo. Quả nhiên chỉ giây lát sau, trông thấy Lâm Kinh Vũ cũng đang đưa mắt quét tới quét lui, hiển nhiên cũng đang tìm kiếm cái gì. Ánh mắt của hai người gặp nhau, vui mừng hết sức, liền cùng chạy ra. Người nọ nắm chặt tay người kia, dường như có cả ngàn lời vạn lời, nhưng nhất thời không sao thốt được. Lâu lắc, Lâm Kinh Vũ mới hỏi: Tiểu Phàm, mình có tham dự lần đại thí này không? Trương Tiểu Phàm gật gật đầu cười: Có, sư phụ đối với ta rất tốt, khai ân cho ta tham gia. Mi thì sao? Lâm Kinh Vũ đáp: Ta cũng có tham gia. Lão sư phụ lùn ấy của mi thì có cái gì mà tốt chứ? Hai năm trước ta đến đấy, lão đối xử với mi. Trương Tiểu Phàm vội vàng gạt: Không, ngày thường người không như thế đâu, hôm đó vì người giận quá. Lâm Kinh Vũ hiếm hoi lắm mới gặp lại được bạn thân, không muốn vì mấy cái đề tài vô vị này mà làm hỏng tâm trạng của cả hai, bèn lảng sang chuyện khác, cười nói: Gã tiểu tử mi, hai năm không gặp đã cao thế này rồi kia. Trương Tiểu Phàm đấm một cái, cười mắng: Sao, mi thì có thể lớn, ta lại không được phép cao à? Lâm Kinh Vũ cười to. Hai người đứng sang một bên nói chuyện riêng. Lần này chẳng có sư trưởng nào ở cạnh cả, chuyện gì cũng nói được ra một cách thống khoái, chẳng để ý ai. Nhưng trong lúc nói chuyện, Trương Tiểu Phàm vô tình quay đầu nhìn lại, thấy Tề Hạo không biết đã trông thấy năm con gái ấy, trong đó có Điền Ninh Nhi và Văn Mẫn từ lúc nào, đang đi sang để chào đón. Bỗng nhiên tim hắn nhói lên, sắc mặt cũng biến hẳn. Lâm Kinh Vũ nhận thấy kinh ngạc: Sao vậy Tiểu Phàm? Trương Tiểu Phàm lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười đáp: Không sao. Tuy nói như vậy, nhưng mắt của hắn vẫn nhìn về phía Tề Hạo. Tề Hạo lúc này đã tới trước mặt của Điền Ninh Nhi và Văn Mẫn. Trước tiên y cười chào Điền Ninh Nhi, rồi hỏi: Điền sư muội còn nhớ ta không? Điền Ninh Nhi vốn vẫn cao hứng nói chuyện sôi nổi nãy giờ với Văn Mẫn và đám con gái bên Tiểu Trúc Phong, lúc này chợt thấy Tề Hạo thình lình xuất hiện, chẳng hiểu tại sao mặt hồng lên, tiếng nói cũng nhỏ dịu hẳn: Có, chào Tề sư huynh. Từ đằng xa nhìn lại, khuôn mặt thanh lệ của Điền Ninh Nhi khẽ ửng hồng, cặp mắt to long lanh chớm chớp đẹp như mộng, dùng nhan mỹ miều ấy ánh vào tận đôi mắt ở mãi đằng xa của Trương Tiểu Phàm như dao cắt xuống đau tận đáy con tim. Tiểu Phàm, mi sao thế? Làm sao mà sắc mặt tự nhiên trắng bệch ra thế? Lâm Kinh Vũ không hiểu chuyện gì sốt sáng hỏi: Hay là bệnh rồi? Không, không sao, ta rất khỏe. Trương Tiểu Phàm lầm bầm đáp. Ở đằng kia, Văn Mẫn tâm tư rất nhạy bén, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Điền Ninh Nhi, trong lòng đã phần nào hiểu rõ, bèn nói với Tề Hạo: Tề sư huynh, làm sao mà huynh chỉ nhận ra Điền sư muội, trong mắt chẳng có tỉ muội nào của Tiểu Trúc Phong hả? Nghe cô ta nói vậy, đám con gái sau lưng đều cười phá lên. Tề Hạo vội vàng đáp: Văn sư tỷ nói gì vậy, ta nào dám thờ ơ với các vị của sư tỷ Tiểu Trúc Phong. Văn Mẫn cười nhẹ hỏi: Tề sư huynh lần này lại tham dự Thất Mạch Hội Võ, tất là đặt mục tiêu rất cao. Tề Hạo mắt chớp tinh quang nói: Văn sư tỷ trong đại thí lần trước qua liền ba cửa, đáng tiếc lại bại dưới tay của Tiêu Giật Tài sư huynh bên chi phái chính, làm người ta phải tiếc nuối. Trải qua một giáp tinh tu, lại được Thủy Nguyệt đại sư hết lòng dìu dắt, hôm nay với thân phận đệ nhất cao thủ của Tiểu Trúc Phong, chắc cũng đang nhắm tới vòng hoa danh dự của kỳ đại thí này. Văn Mẫn mỉm cười: Không dám, không dám, ta nào dám tranh với Tề sư huynh, mà đệ nhất cao thủ của Tiểu Trúc Phong, danh sư này ta thật đảm đương không nổi. Tề Hạo chau mày: Văn sư tỷ khách khí quá rồi. Văn Mẫn cười đáp: Không đâu, gia sư Thủy Nguyệt đại sư học cứu thiên nhân, ta tư chất ngu độn, không lãnh hội được chút chân truyền nào của lão nhân gia người. Bản chi phái còn một tỉ muội khác, Tề sư huynh nên thận trọng. Tề Hạo mắt rực lên, nhưng vẫn mỉm cười: Thế thì càng tốt, người khiến Văn sư tỷ cảm bái hạ phong, nhất định cũng là một kỳ tài bất thế xuất. Tiểu đệ thật muốn sớm được kiến thức. Văn Mẫn cười khẽ, gật đầu làm hiệu, không nói thêm nữa, kéo Điền Ninh Nhi từ nãy đến giờ không chú ý lắm đến câu chuyện đi sang một bên. Đúng lúc đó, bỗng vẳng lại một tiếng hú to như tiếng sấm chấn động cả quảng trường. Mấy trăm đệ tử Thanh Vân Môn đều ngẩng đầu nhìn,
chỉ thấy một làn chớp đỏ bắn xuống, trong nháy mắt dừng lại ngay trên đầu. Một thanh kiếm hồng sắc tán phát tiên khí lơ lửng giữa không trung, đứng trên nó là một đạo sĩ thông thiên phong, cất tiếng sang sảng nói với đệ tử của các chi phái đang đứng trên quảng trường: "Chư vị sư huynh, trưởng môn chân nhân và các vị chủ tọa có lệnh, mời các vị sư huynh tham dự đại thí thất bạch hội võ lên Ngọc Thanh Điện để nói chuyện." Gió núi thổi tới, mây trắng phiêu diêu, hàng trăm đệ tử của Thanh Vân Môn trên quảng trường sao động, rồi lục tục có người đi ra, có người lại tiến đến đầu đằng kia của quảng trường. Trương Tiểu Phàm cứ tưởng các đệ tử tu vi cao thâm có thể trực tiếp tung pháp bảo lên, ngự không mà đi. Chẳng ngờ mọi người tựa hồ không có ý đó, ai nấy đều đơn giản là đi bộ. Hắn và Lâm Kinh Vũ sánh bước, nhìn trái, nhìn phải, chỉ thấy Điền Linh Nhi và đám con gái Tiểu Trúc Phong đi cùng nhau, mặt mày hớn hở, xem ra tâm trạng rất vui vẻ. Bọn Tống Đại Nhân và đệ tử của Đại Trúc Phong thì đi đằng sau. Còn bên Long Thủ Phong, từ đám đông lúc đầu đi cùng Tể Hạo, giờ tách ra 7-8 người đi riêng tới chỗ khác. Chào hỏi mấy đệ tử của các chi phái đồng môn cũng tách ra như vậy. Nhất là Tề Hào, y quen thuộc gọi tên rất nhiều người, hỏi han vồn vã, tay bắt mặt mừng. Mà đệ tử của các chi phái khác cũng chẳng có ai là không cười đáp lại. Xem ra y giao du rất rộng. Tề sư huynh có nhiều bằng hữu lắm. Nhận thấy Trương Tiểu Phàm cứ dõi ánh mắt theo Tề Hào, Lâm Kinh Vũ đi bên cạnh hắn thình lình bảo: "Mà huynh ấy tu vi cao thâm, được sư tôn Thương Tùng chân nhân tin tưởng và tôn trọng lắm, nên trong Thanh Vân Môn mọi người đều nể huynh ấy." Trương Tiểu Phàm nghe thấy nhưng mặt chẳng có chút biểu lộ gì, chỉ chậm chậm gật đầu. Đi hết quảng trường chính là Hồng Kiều trong Thanh Vân Lục Cảnh. 5 năm trước khi được cứu trên núi Thanh Vân, Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đều đã từng đi qua chỗ này. Giờ đặt chân lên nơi cũ, trong lòng bất giác xao động. Bước lên Hồng Kiều tinh xảo, nhìn làn nước trong suốt chảy lướt thướt hai bên, 7 sắc cầu vồng vẫn tán xạ một cách mê hoặc mỹ lệ như thế. Hai thiếu niên chưa hiểu chuyện thế sự 5 năm về trước, nay đã là đệ tử môn hạ của Thanh Vân Môn. Đi cuối cùng trong dòng người, Lâm Kinh Vũ chợt khe khẽ thốt: 5 năm rồi." Trương Tiểu Phàm im lìm không nói, cứ cắm đầu đi về phía trước. Cảnh sắc trước mắt vẫn như ngày nào. Hồng Kiều càng vươn lên cao, mây trắng càng tuột xuống dần. Tầng không trong suốt như được gột rửa, trải ngang đỉnh đầu. "Sao mi không ngự kiếm mà lên?" Trương Tiểu Phàm chợt hỏi. Lâm Kinh Vũ hơi có vẻ kinh ngạc đáp: "Mi không biết sao? Hàng đệ tử chúng ta khi ở gần chính điện Thông Thiên Phong không được ngự kiếm lăng không mà đi. Ta từng nghe Tể Hạo sư huynh nói, đây một là để biểu lộ lòng tôn trọng chi phái chính, ở thánh địa Ngọc Thanh Quán đều phải tản bộ mà đi lên. Hai là nghe nói khi mới lập điện khai phái, Thanh Vân Tổ sư vì bảo vệ khu vực này đã ở trên đỉnh của Thông Thiên Phong đặt một vòng cấm rất lợi hại, gọi là Chu Tiên Kiếm Trận. Bất kỳ ai chỉ cần tự ý ngự không bay lên khoảng trời của Thông Thiên Phong tất sẽ bị Chu Tiên Kiếm Trận tru sát." Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên nói: "Thảo nào nhiều cao thủ như vậy lại chẳng có ai ngự kiếm mà đi. Phải rồi, Chu Tiên Kiếm Trận đó lợi hại lắm sao?" Lâm Kinh Vũ hướng ánh mắt về đỉnh núi cao sừng sững trước mặt đáp: "Ta cũng chưa từng nhìn thấy, có điều nghĩ đến cũng thật lợi hại. Nghe nói Chu Tiên Kiếm Trận này truyền từ Thanh Vân Tổ sư đến Thanh Diệp Tổ sư 1000 năm trước lại được hoàn thiện thêm, uy lực tuyệt luân. Từ đó trở đi, chẳng từng nghe nói có người nào bạo gan đến núi Thanh Vân chúng ta làm loạn nữa." Trương Tiểu Phàm nhìn theo ánh mắt của gã về phía ngọn núi cao lớn hùng vĩ, cảm thán nói: "Ghê gớm thật." Hai người bọn họ cứ vừa đi vừa nói chuyện, cùng với mấy chục người khác vượt qua Hồng Kiều. Trên đường, Trương Tiểu Phàm nhìn lớp lớp đệ tử tinh anh trẻ tuổi của Thanh Vân Môn, thấy trong hơn 60 người này, hơn một nửa là nam tử, nữ đệ tử ước chỉ khoảng tầm 30 người, 40 người gì đấy, trong đó phần lớn phục sức theo lối của Tiểu Trúc Phong. Có điều bất luận là nam hay nữ, xem ra khí độ đều hơn người. Nam thì vũ khí hiên ngang, nữ thì kiểu lệ trang nhã,
toàn là tuấn nam mỹ nữ cả. Dù là ai trông thấy cũng phải thừa nhận rằng lớp hậu nhân kế tục của Thanh Vân Môn tiền đồ thật tươi sáng. Qua khỏi Hồng Kiều là đến đầm nước màu bích lục, nơi cư ngụ của Thỉ Kỳ Lân, linh thú trấn sơn của Thanh Vân Môn. So với lần đầu tiên Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đến đây 5 năm về trước thì có điểm khác dị. Dị thú thượng cổ mà đệ tử Thanh Vân Môn vẫn cung kính gọi là linh tôn, hôm nay thì không nấp trong đầm mà đã bò lên chỗ trống cạnh bờ để nằm phục sẵn sưởi nắng. Có điều cái bộ điệu uể oải của nó chẳng khác chút nào với 5 năm trước đây. Đệ tử Thanh Vân xuống khỏi Hồng Kiều, lần lượt hướng về phía con vật khổng lồ hành lễ, sau đó đặt chân lên bậc thềm bên đầm nước, đi lên chính điện của Ngọc Thanh Quán cao cao tại thượng. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm đi sau mọi người, khẽ khẽ nói: "Mị còn nhớ cuộc tạo ngộ khi chúng ta mới đến đây không?" Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, trong lòng bồi hồi bảo: "Nhớ, mình mày ướt nhẹp, có điều cũng xong, nhìn thấy con quái thú to lớn này thật là làm ta sợ chết khiếp đi được." Lâm Kinh Vũ khóe miệng lộ nét cười, nói: "Phải đấy, trước đây khi mình còn ở thôn Thảo Miếu, có bao giờ đã gặp qua những giống loài thế này đâu. Ta còn cho rằng động vật to nhất thế gian này là con gấu chó trên núi Thanh Vân." Trương Tiểu Phàm cười sặc sụa, mọi người đi trước nhao nhao quay đầu lại. Trương Tiểu Phàm giật thót, vội vàng nín cười. Lâm Kinh Vũ cũng ngại, ho khan mấy tiếng, sắc mặt hơi đỏ lên. Những người khác nhìn rồi quay đầu tiếp tục đi. Trương Tiểu Phàm mới thở phào, đưa mắt liếc Lâm Kinh Vũ, ánh mắt gặp nhau, cả hai đều mỉm cười. Mấy chục người đi đầu bước rất mau, Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ xuống khỏi Hồng Kiều, đến bên đầm nước, hướng về Thủy Kỳ Lân, cung cung kính kính hành lễ. Từ đầu tới giờ, Thủy Kỳ Lân vẫn ngủ say như chết, ai đến chào nó thì cũng chẳng phản ứng. Lúc này đang vùi đầu thật sâu, ngáy to như sấm, hoàn toàn chẳng biết hai đứa tiểu bối của Thanh Vân Môn đang hành lễ với mình. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ cũng chẳng mong đợi Thủy Kỳ Lân sẽ đáp lại bọn chúng. Hành lễ xong là cả hai bước lên bậc thềm. Trương Tiểu Phàm bảo: "Kinh Vũ, lần trước mi tới Đại Trúc Phong vội vàng quá, ta chưa kịp chúc mừng. Chẳng ngờ có mấy năm công phu đạo hạnh đã cao như vậy." Lâm Kinh Vũ cười cười nói: "Đó đều là nhờ ân sư Thương Tùng chân nhân và các vị sư huynh đã hết lòng dạy dỗ." Nói tới đây, gã chợt ngừng bặt, giọng nói nén xuống: "Thực ra mấy năm đầu, mỗi lần ta dụng công đều nghĩ tới những thi thể đẫm máu trong thôn Thảo Miếu, lòng rất đau đớn. Vì vậy hạ quyết tâm nỗ lực tu hành, hy vọng có một ngày sẽ báo được đại thù cho cha mẹ và mọi người." Trương Tiểu Phàm chua xót, thò tay vỗ lên vai bạn. Lâm Kinh Vũ định thần chỉnh đốn trang phục rồi gượng cười nói: "Được rồi, không bàn chuyện xưa nữa, mi thì sao, tu luyện thế nào rồi?" Trương Tiểu Phàm lắc đầu đáp: "Mi biết ta từ nhỏ đâu có được thông minh như mi. Mấy năm nay trên Đại Trúc Phong, sư phụ và các sư huynh đối xử rất tốt, nhưng ta ngốc quá, tu chân tiến triển rất chậm, thật có lỗi với sư phụ và các sư huynh." Lâm Kinh Vũ hừ một tiếng nói: "Người ngốc đâu mà ngốc, ta xem phần lớn là do cái lão sư phụ lùn tịt đó cố ý làm khó ngươi, không truyền cho ngươi đạo pháp tu chân chân chính của Thanh Vân Môn." Trương Tiểu Phàm chẳng ngờ đến nay Lâm Kinh Vũ vẫn nung nấu bên lòng mối tranh đoan 2 năm về trước, lên cười bảo: "Không đâu, sư phụ của ta chẳng phải là hạng người ấy. Thôi, đừng nhắc đến ta nữa. Phải rồi, pháp bảo của mi vẫn là Thanh Trảm Long Kiếm đó hả?" Lâm Kinh Vũ gật đầu mỉm cười đáp: "Thanh thần kiếm này là chí bảo của Long Thủ Phong, được ân sư hậu ái truyền cho. Ngoài y lực to lớn ra, nó còn có linh tính, rất hữu ích cho việc tu chân của ta." Niềm ngưỡng mộ trong lòng của Trương Tiểu Phàm lại lộ hết cả ra mặt. Hắn nói: "Thế thì tốt quá rồi." Lâm Kinh Vũ mỉm cười hỏi bạn: "Thế còn mi, Tiểu Phàm, mi có pháp bảo gì nào?" Trương Tiểu Phàm sững người, bất giác thò tay vào trong bọc, chạm lên thanh Thiêu Hỏa Côn đen xì xì. Một tia bút giá như có như không xuyên qua lòng bàn tay. "Không có," hắn thấp giọng, "ta tu hành chưa đủ, còn chưa khu dụng được pháp bảo." Lâm Kinh Vũ cũng không để ý, tựa như sớm đã liệu biết, bèn an ủi: "Không sao đâu, Tiểu Phàm, chỉ cần mi cần mẫn tu hành, nhất định sẽ có thành công. Đằng nào chúng ta cũng còn trẻ,
coi như lần này là đi xem cho biết. Trương Tiểu Phàm khẽ mấp máy đôi môi, nhìn khuôn mặt êm ái, nghe lời nói ôn hòa của người bạn cũ, nhưng lòng chẳng có chút cảm giác vui vẻ yên tâm nào cả. Xem cho biết. Ai cũng cho rằng hắn đến chỉ là để xem. Nghĩ tới đây, lòng chợt sôi lên một cơn giận không nói ra được, rồi giống như ngọn lửa thiêu đốt trong tim, nhoáng cái cũng tiêu tan mất. Hắn cúi đầu, không nói gì, thậm chí một chút trách cứ cũng chẳng có, vì hắn phát hiện ra rằng đến bản thân của hắn cũng còn thấy như vậy. Dường như cảm được nỗi niềm đó, thiêu hỏa côn trong bọc vẫn tiếp xúc với bàn tay của hắn từ nãy tới giờ, chợt dấy lên một thoáng phản ứng. Trong khoảnh khắc, hàn khí đại thịnh từ lòng bàn tay lan thẳng lên vai. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, nhưng rồi phát hiện ra cảm giác này đối với cơ thể của hắn hoàn toàn không nguy hại. Hơi lạnh tê tê lại mang đến chút dễ chịu. Hắn nhìn sang bên, thấy Lâm Kinh Vũ chẳng hề nhận ra điều gì. Trương Tiểu Phàm thở phào. Đột nhiên một tiếng gầm giống như xé toang màng nhĩ từ đằng sau hai người vang lên. Trương Tiểu Phàm thì thôi không phải nói, nhưng đến Lâm Kinh Vũ tu hành đã vượt xa hắn rất xa cũng chấn động toàn thân. Tai cứ lùng bùng ù ù không ngừng. Những đệ tử của Thanh Vân Môn đi trước mặt họ thì xem ra cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Mọi người kinh ngạc đến cực độ. Trên thánh địa Thanh Vân Môn sao lại có thứ quái thai như thế? Bèn nhao nhao quay lại. Vừa nhìn thấy, ai nấy càng thêm kinh hãi không hiểu ra sao. Chương 18 kết thúc. Xin mời quý vị đến với chương thứ 19.